Xin lỗi mẹ cha, người đã cho con hình hài sự sống, hạt giống tình yêu mẹ ấp ủ cha ngày đêm vất vả ngược xuôi. Ngàn vạn lần con xin lỗi cha, mồ hôi cha cho đời con vững chắc, tình mẹ mênh mông tận trời xanh tan dần khi con khôn lớn buông lung. Lời mẹ cha như gió thoảng bên theo lời danh ái tình, mỏi mòn cha mẹ nhớ mong ôm nỗi sầu lặng lẽ ra đi. Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Phóng Sanh Thích Ca Mâu Ni Phật Đại Chúng. Nam mô Bổn Giáo Chủ Đại Nguyện Vẹn Toàn Thân Bồ Tát Ma Ha Tát Các Đại Chúng Sinh. Nam mô Như Lai Thắng Đại Thế Một Kiền Liên Tôn Giả Các Đại Chúng Sinh. Thơ Nhất Miệng Hương Thiên Sắc Như Công Thị Chân Thị Giả Linh Linh Bất Bụi Liễu Liễu Thượng Minh Xeo hồi giật quyết đi quang qua hành đặc thái ư trong chi lượng phóng chi tất ca ra pháp giới nhập di trọng. Thứ cung dường tạm báo sát hại và linh trưởng thân chấm hương nhất thiết chấn hiền hộ thân chứng minh Phật sự. Tổ về Việt Nam Quốc Hồ Chí Minh tử gia số 161 trên 1 trên 1. Bến Bệnh Đông Phường 11 quận 8 sự kiên dịch tạng chủ. Hiếu hoa nữ mình thị thu cúc hiệp trai chủ hoa thứ nữ mình thị thu thảo nghe tới trọng khăn. Triệu văn hổ hoại tôn hoa triệu hoa lệ triệu triệu cánh hùng. Bùi thị kim ma cánh tặng tôn nguyễn cả hai. Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Hoàng Á, Văn Hiệp, Tạng Hồn, Yếu Nguyễn, Cung Thịnh, Chương Tăng, Chương Thi, Tổ Dung Gia Sứ. Phúc Tổng Kinh Văn, Thiết Lễ, Kỳ Siêu Tiểu Tượng, Phục Dì Quá, Giáng Chân, Linh Tánh, Cụ Ông. Quỳnh Quỳnh Thế, Thọ Tam Nghi, Giới Các Dân Thiện Thần, Thánh Năm Mậu, Dạng Yên Hướng, Cọ. Ba thập tứ tai giải ngữ tâm sụ nghiệp bác quả thập tam nghiệp viết cụ âu nguyễn văn hà sắp xuất nhà giải mươi ba tháng tám năm mậu thuộc thượng thọ tám mươi bốn ở nhân thân thất dạy ngày sáu tháng chín năm tâm sụ thọ tám mươi lăm tuổi. Cụ hoa tiếng kỳ siêu phục vì quá gian kia linh la huỳnh thị lan thọ tam hai giới phép dân lan ở quê bất ngày 21 tháng 10 năm mậu thượng thọ 80 tuổi căn thị bái tự trần ngày 19 tháng 8 năm mậu tí hưởng thọ 87 tuổi căn thị ba. Pháp Hoa Danh Vọng Sang bắt ngày 12 tháng tử năm Bính Tý hưởng dương 57 tuổi triệu tướng gia bắt ngày 21 tháng tử năm Bính Tý hưởng thọ 66 tuổi. Nguyễn Nga Thị Lan bắt ngày 12 tháng 5 năm 2016 hưởng thọ 75 tuổi Quỳnh Đồng Ánh Tiết.
Tự tại ngày mùng bảy tháng bảy năm năm dặm hữu dương hai tuổi quỳnh văn thương mất ngày mùng bảy tháng thứ năm một ngòi hữu dương mười bốn tuổi quỳnh văn thành tự tại ngày hai mươi một tháng bảy năm chỉ mùi hữu dương mười ba tuổi quỳnh văn thiệt mất ngày 24 tháng 4 năm 2004 hướng dương 44 tuổi Quỳnh Văn Thu tự trần ngày 24 tháng 7 năm Mậu Tý hướng dương 15 tuổi Trần Trái Thiện mất ngày 29 tháng 8 năm 2015 hướng dương 51 tuổi Nguyễn Thị Ba từ trần ngày 23 tháng 6 năm 2011 hướng dương 33 tuổi Nguyễn Huỳnh Thống mất năm 2016 hướng dương 16 tuổi Quỳnh Huy thầy nguyện vì chữ Phật phóng nắng hào quang tiếp độ các chân liệt diễn diễn linh thính pháp nghe kinh tốc sáng mê độ siêu hóa sanh tịnh độ thứ nguyện thì an gia đình trai chỗ Phật an tử dương quý thanh thành thành 83 tuổi Quỳnh Thị Dương cảnh bái 25 tuổi Quỳnh Thị Diệu Thảo Pháp Dân Diệu Hiếu Quỳnh Thị Thu Thảo Pháp Dân Diệu Hiếu hàng cảnh 49 tuổi Triệu Văn Thảo Pháp Dân Triệu Quang hàng cảnh 51 tuổi Triệu Lệ Liều Pháp Dân Diệu Diễm hàng cảnh 30 tuổi Triệu Đức Phụng Pháp Dân Thiện Hậu hàng cảnh 25 tuổi Nguyễn Hoàng Hồ Pháp Dân Thiện Thảo hàng cảnh 30 tuổi Nguyễn Khả Hân Pháp Dân Diệu Hạnh hàng cảnh 3 tuổi Quỳnh Thị Thu Cúc hàng cảnh 58 tuổi Bùi Công Khá Canh hàng cảnh 58 tuổi Bùi Thị Kim Hoàng hàng cảnh 35 tuổi Bùi Thị Bùi Vĩnh Kim Khánh hàng cảnh 30 tuổi Nguyễn Văn Hậu Lĩnh hàng cảnh 41 tuổi Nguyễn Hoàng Huy hàng cảnh 14 tuổi Nguyễn Hoàng Văn hàng cảnh 16 tuổi Quỳnh Thị Thu Thủy hàng cảnh 47 tuổi Tiêu Minh Tấn hành cảnh 46 tuổi, Tiêu Hoàng Phúc hành cảnh 25 tuổi, Tiêu Hoàng Anh Thư hành cảnh 20 tuổi, Tiêu Hoàng Phát hành cảnh 9 tuổi, Quỳnh Văn Ma Thà hành cảnh 51 tuổi, Quỳnh Văn Thanh hành cảnh 24 tuổi, Quỳnh Văn Thanh hành cảnh 26 tuổi, Quỳnh Văn Thận hành cảnh 40 tuổi, Quỳnh Văn Thông hành cảnh 38 tuổi, Quỳnh Văn Hợp Thúy hành ở cảnh 37 tuổi Quỳnh Thị Ngọc Thương hành cảnh 33 tuổi Quỳnh Văn Quân Thịnh hành cảnh 14 tuổi Quỳnh Ngọc Tú Anh hành cảnh 13 tuổi Quỳnh Ngọc Tú Anh hành cảnh 8 tuổi Quỳnh Na Cành hành cảnh 9 tuổi Quỳnh Dạ Thương Khả Như sinh hành cảnh 42 tuổi Nguyễn Thị Kim Trinh hành cảnh 41 tuổi Nguyễn A Huỳnh ở Diên Phan hành cảnh 11 tuổi Phạm Minh Ma Tăng hành cảnh 35 tuổi Phạm Hồng Á Nhiên Nguyễn Việt Chữ Phật Quan Thế Âm Bồ Tát Thì Từ Gia Thị Từ Gia Hộ Nam Nữ Phật Tử Tội Diệt Phước Sanh Căn Làm Thiệm Lớn Tai Qua Nạn Khỏi Phật Bệnh Tiêu Trần Giác Những Tai Tiêu Diệt Giới ơi định hương giữ ngoại hương dài gót dẫn tốt thì kiếm hương quân 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 thờ những pháp giới giới dường tỏ phương tăng máu siêu pháp giới tiền giao ảnh các tiếng yêu nhân dân trần thanh tịnh chứng viên thông quyền độ chúng sanh thành thành chánh giác chung thinh văn phiền não thân trí huệ nguyện thành phật độ chúng sanh an già ra để già ta mà độ chư liệt dị hương linh ông mà bằng thế pháp dân thiện thành chánh hướng thọ 81 tuổi từ trần đời 3 tháng 8 năm tân sửu tương linh nguyện văn sắc hướng thọ 80 tuổi từ trần đời 3 tháng 8 năm mẫu thần linh cao hai hát chân thừa thân thường hướng thọ 85 tuổi từ trần sáu tháng chín năm tân sửu nguyện các chư liệt vị hướng linh đức pháp nghe kinh siêu sanh tịnh độ an già ra đế già ta nguyện độ phật tử nam nữ con hiền giáo học lễ thượng tu an căn phước
hiện chiếu tiên nam đạo tận hư không biên pháp giới hóa hiện vị nay thập phương chư Phật tôn hóa thiền dẫn tăng tam bảo chi tâm tổng hệ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự hóa sơ Thích Ca Mâu Ni tôn Phật đại trí văn cầu sự lợi hộ tát đại đại thổ hiện bồ tát hộ pháp tiến tu bồ tát tinh sơn hội thượng phật bồ tát nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quan thêm bồ tát đại thế chí bồ tát đại nguyện địa cảnh hương bồ tát thanh tịnh rạng hải chúng bồ tát tịnh hòa độ Việt Nam quốc hồ Chí Minh tự do số 100
61 trên 15 đến Bình Minh Đông, tăng thành phố Hồ Chí Minh, công thần chứ tăng chứ đi tù nhà sứ. Phụng Phật tổ trai chiếc cung hung kinh, trình siêu độ dâu sự kiếm gì. Ta là chỗ ai nữ Quỳnh Thị Thu Hoa Cúc Hiệp Cây, chủ thứ nữ Quỳnh Thị Thu Thảo Hoài Tôn Triệu Lây Triệu Kiều Hoa Tướng Lá Hồng Bùi Kim Hoàng Bùi Thị Kim Khánh Tăng Tôn Nguyễn Yêu Khả Thân Nguyễn Hoàng Quy Nguyễn Hoàng Minh Tất Chất Như Phần Hướng Tâm Thần Cố Bái Cung cổ hộ ông Huỳnh Văn Thế còn tác mi giới pháp danh thiện thành nhất chỉ dương hồ nguyên mạng sanh mộng thần biến dương hoạn trực thời thọ bát thập tứ tế giảng ở tân số điện bát hạnh ô phổ tiên kỳ siêu cổ hộ ông Nguyễn Văn Sắc Sắc ngày 23 mẫu thần hưởng thọ 80 tuổi cụ bà cao thị hai chất dân cho văn minh tờ thanh tờ bất vài ngày 6 tháng 9 năm tân sổ hưởng thọ 85 tuổi sanh lá tiền tạo các bất kỳ tội phước hà gió kim nhật phố kinh đô đồ chi khổ tư giả kim ngoạn thị nhật nga lâm ma tiêu tường cai tuần bệnh trình khô phụ thể tiền chiếu hạ do trưởng thanh chớ tăng chư ly tụ du gia sĩ quyền văn trường sanh tịnh độ kim chắc đạo tràng sự cái kinh sơ văn hòa nam bái bạch người nam mô trung thiên giáo chủ điều dự bổ sư thích ca mâu đại nguyện hiện đại hương hồ đại diện quay về với tâm hiệp đồng thì dân phổ phổ các chư diện em linh tăng độ cao siêu tùy tan biến bình an lợi lạc ngưỡng giọng hồng văn hết tổ dân bác ngoạc phòng về đại tử hiệp tán chủ đồng khổ mai Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chủ nguyện viên linh tính quát nghe kinh thập sáng nghe đồ siêu sanh thịnh độ học gì quá nghe linh tính cụ ông nguyễn minh mạnh sắp sắp ngày 23 tháng 8 năm hậu thần thượng thọ 80 tuổi cụ bà cao thị mai pháp đã dẫn thân cầu tự trận đài mùng 6 tháng 9 năm tân sửu hưởng thọ 85 tuổi theo cụ nguyện thất tấu lãnh đại gia từ đại ngày 19 tháng 8 năm Mậu Tỷ hưởng thọ 87 tuổi Canh Thị Ba bắt chân đầu sang bắt ngày 12 tháng 4 năm Bỉnh Tý hưởng dương 57 tuổi Triệu Tân Nga Nga mất ngày 21 tháng 4 năm Bỉnh Tý hưởng thọ 66 tuổi Nguyễn Thị Lan từ trần ngày 12 tháng 5 năm 2016 hưởng thọ 75 tuổi ngày 17 tháng 7 nói dân dần lĩnh dương 2 tuổi Bình Minh Cương mất ngày 17 tháng 4 năm Mậu Ngọ hưởng thọ 14 tuổi 1 tháng 7 nói lấy miền Hữu Dương 13 tuổi Bình Minh Thiệt mất là 24 tháng 4 năm 2014 hưởng thọ 44 tuổi ngày 21 tháng 7 năm Mậu Tý hưởng thọ 15 tuổi Nguyễn Trần Kế Thiệt mất là 29 tháng 8 năm 2015 hướng dương 51 tuổi Nguyễn Thị Hoa là 23 tháng 6 năm 2011 hướng dương 33 tuổi Nguyễn Quỳnh Thống Tự trần ngày 25 ngày 16 hướng dương 16 tuổi Quỳnh Huy Thích Quỳnh Thị Quý Thái Nguyễn Chư Phật Chư các nhạc độ các chư liệt nghị kiếm linh tính theo nghe kinh tóc ca xa là đây đầu siêu hoa xanh tịnh độ chú Nguyễn Kỳ Dương Nguyên Thị Cám 13 tuổi, Quỳnh Thị Như 75 tuổi, Quỳnh Thị Thu Thảo Góc Dân Diệu Hiếu 49 tuổi, Triệu Thanh Hổ Pháp Trân Kiệm Quan 51 tuổi, Triệu Hà Đệ Kiều Hoàng Lập Ra Gia Diệu Diễn 30 tuổi, Triệu Chứng Hùng Pháp Trân Ra Thiện Ra Hậu 25 tuổi, Nguyễn Hoàng Hồ Pháp Trân Thiện Thảo 30 tuổi, Nguyễn Hà Góc Dân Diệu Hạnh 3 tuổi, Quỳnh Thị Thu Phúc Pháp Trân 5 Bùi Công Thanh 58 tuổi, Bùi Thị Kim Hoàng 35 tuổi, Bùi Nguyễn Kim Khánh 30 tuổi, Nguyễn Văn Hồng 41 tuổi, Nguyễn Hoàng Huy 17 tuổi, Nguyễn Hoàng Lớn 16 tuổi, Quỳnh Thu Thủy 47 tuổi, Tiêu Hà Tĩnh 46 tuổi, Tiêu Hoàng Phục 25 tuổi, Tiêu Hoàng Anh Thử 20 tuổi, Tiêu Hoàng Phạm 9 tuổi, Quỳnh Thà tôi vẫn còn ngày tôi đạo sư ca chân ca dân
qua dặn đường. À Nam mô Như Lai, Nam mô Cam Lộ Như Lai, Nam mô Tán Đà Phật Minh Minh.
gia đình thiết lập nơi thờ phượng. Trong giả đi về nghe kể nghe tiền tề miền cúng hương linh trà chăm chăm ma hậu nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ấy sáng giàu ai gian khó, mai xa kiếm con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đổi tay trang. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn thêm truyền thế sự nơi chân. Sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc buồn thêm truyền thế sự nơi chân ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn,
thôn chẳng nối tiếc muôn phiền đuyền tê sự. Nơi chân tình cha thương con hết lòng, lo lắng đêm ngày mong con lớn khôn, ăn uống đồ ngon cho con, cay đắng nào cha nghĩ suy, miễn sao được ấm êm cha mừng. Con biết tình cha gánh nặng với con, ơn của cha già như núi Thái Sơn, nên nhớ rồi ghi trong tâm, đáp đền tình thương của cha để cho tròn chữ hiếu sau này. Cha ơi, con nhớ đến cha, làm sao cha được muôn ngàn ơn sâu, làm sao báo đáp thù ân đến trăm ngàn kiếp công ơn đâu bằng. Xót thương về cha tóc bạc lưng còng, cũng không bao giờ quên con bỏ con, ký ức dòng màu trắng phai, hết lòng vì con chẳng đau, giọt lệ tràn khó nói cầm ngàn. Sao báo đáp thù ân đến trăm ngàn kiếp công ơn đâu bằng. Xót thương về cha tóc bạc lưng còng, cũng không bao giờ quên con bỏ con,